Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo đã về đến Việt Nam. Dạng sáng nay 18 tháng 11, Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo đã an toàn về tới Việt Nam. Trước đó tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp đã diễn ra lễ chuyển giao Ấn vàng để hồi hương, kết thúc hành trình hơn một năm thương thảo giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Lễ chuyển giao Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là kết quả sau hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về việc dừng đấu giá công khai Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo tại Paris, Pháp, tháng 11 năm 2022 thỏa thuận chuyển giao cho Việt Nam theo đề nghị của đoàn công tác liên ngành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng các bộ ngoại giao, tư pháp, tài chính, công an và sự hỗ trợ đặc biệt của đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn một năm qua thực sự là một thời gian dài đối với nhiều người, từ khi có công bố thông tin về cuộc đấu giá giao bán ấn vàng của Bảo Đại đến thỏa thuận dừng đấu giá và nguyên tắc chuyển giao ấn song phương cho đến những thương thảo nhiều ngày để đạt thỏa thuận cụ thể. Một năm qua cũng là một năm cam go, nhưng đó chỉ là một chặng đường rất ngắn trong cả hành trình mà chiếc ấn đã đi qua, bởi vì ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là một tài sản quốc gia của Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử và chính trị đặc biệt, phản ánh nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng khác nhau của Việt Nam. Ấn vàng hôm nay trở về với đất nước của nó. Với cội nguồn của nó là một hành trình dài, nhưng cũng là một đoạn kết tuyệt đẹp. Phần nào là sự trọn vẹn mà chúng ta đều mong muốn đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết. Chia sẻ về vai trò và nhiệm vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết quá trình hồi hương ấn vàng được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài trong hai tuần là khoảng thời gian gây cấn nhất khi phía Việt Nam mới tiếp nhận thông tin về cuộc đấu giá của hãng Mellon giao bán ấn vàng của Bảo Đại và phải đấu tranh để dừng đấu giá và thỏa thuận song phương về việc chuyển giao ấn. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đồng thời tiến hành nhiều bước, một mặt là báo cáo và tham mưu với các cơ quan trong nước mặt khác là tiến hành tiếp xúc với hãng đấu giá mineland thông tin và đề nghị hỗ trợ tư vấn từ các cơ quan chức năng của pháp gồm bộ ngoại giao bộ văn hóa cố vấn đối ngoại của tổng thống thủ tướng và unesco tìm hiểu và tiếp xúc với một số đối tác bạn bè cộng đồng nhằm xác định và tiếp cận với chủ sở hữu và người giao bán trao đổi tham vấn với một nhóm luật sư về trình tự thủ tục pháp lý đối với việc ngăn bán đấu giá cổ vật giai đoạn thứ hai bắt đầu từ lúc hai bên bước vào thương thảo để chuyển giao ấn và kéo dài trong suốt một năm nhân dịp này đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao thiện trí và sự trợ giúp của các đối tác, bạn bè, cộng đồng tại Pháp cũng như sự hợp tác và phối hợp của các cơ quan chức năng sở tại của Bộ Châu Âu và ngoại giao Pháp, Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ Pháp và tổ chức UNESCO trong thời gian qua. Đề cập quá trình hồi hương ấn vàng bà Lê Thị Thu Hiền, cục trưởng cục di sản văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tháng 10 năm 2022 ngay khi tiếp nhận thông tin ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo được sao đấu giá tại Pháp nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng và các giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật đặc biệt là giá trị chính trị của ấn vàng được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các bộ ngoại giao tư pháp tài chính công an và các cơ quan tổ chức liên quan đã chủ động nỗ lực khẩn trương tìm kiếm giải pháp đưa ấn vàng hoàng đế chi bảo trở về với đất nước sau nhiều cuộc họp đàm phán thương lượng hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng hoàng đế chi bảo cho phía việt nam trên tinh thần đồng thuận thấu hiểu và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nhà nước Việt Nam và Pháp, đồng thời thống nhất thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý để có thể đưa ấn vàng về Việt Nam theo quy định pháp luật của hai nước. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng Bắc Ninh là đại diện thực hiện các thủ tục tài chính với Pháp, hãng Michelin về quyền lợi các bên liên quan sở hữu ấn vàng theo pháp luật của Pháp. Đồng thời sẽ thực hiện việc lưu giữ trưng bày và phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để bảo vệ phát huy giá trị của ấn vàng theo quy định của luật di sản văn hóa